Chào cô bác, nắng đẹp quá, Hà Nội này nắng đẹp quá. Đấy. Thì cuối ngày rồi mà vẫn còn nắng thì làm cái cây này tí. Cái cây cũng gọi là một cây trực gạo, trên quê trực gạo. Đấy, thì cũng mới sở hữu thôi. Nhưng mà của bác chủ cũ thì vào dây hơi nhiều. Tất nhiên là vào dây không phải là xấu, nhưng mà để làm hàng hàng bán ấy, tức là bán được ngay ấy, thì buộc các bác ấy phải vào dây để nhanh, nó có nhanh có hình hài để cây nó vào form còn bán là các bác đấy. Thì còn các bác chơi mà chơi tinh ấy, chơi kỹ chơi sâu mà chờ được ấy, thì cắt giật thôi, cũng không phải là hoàn toàn phải cắt giật, mà những cái tay chi sơ cấp của nó thì nên cắt giật, còn những cái tay sau mà không chờ được cắt giật thì có thể vào dây bình thường, không vấn đề gì cả, không phải là vào dây là xấu. Đấy, đấy thì để xem cây này nhé các bác nhé, xem cây này chưa gọi là trực gạo đi. Trực gạo là giống giống cây gạo đầu làng các bác ạ. Giống cây gạo đầu làng, thân trực thẳng và ở trên và phần trên là tán rất là đều, nó giống với cây gạo không các. Giống cây gạo đồ hạt đấy. Chỗ này chắc phải xử lý tí, xử lý tí múc múc mở chỗ này đi đấy. Đấy. Bệ cũng cao chỉ tầm 25 hay 8 phân thôi. Vâng, thế thì cũng một số kinh nghiệm của bác chơi chơi xanh có kinh nghiệm thì tất nhiên là nó cũng là nguyên lý của nó thôi. Thì rồi thì lợi thế cắt giật là sau khi hoàn thiện cây thì cây nó rất là chùn rụt, cứ khẩu 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 và cây nó rất là bền, nó không bị đại loại nó không bị duỗn ra. Còn cái nếu mà vào dây này, khi mà vào dây các bác tháo ra thì cây nó như được phá ra, nó sẽ sau sau cây nó vào form rồi, nhưng mà thực tế nó sẽ bị duỗn ra một khoảng nhất định đấy, nó như là cái độ dơ. Còn cắt giật thì không, bởi cắt giật nó sẽ có thể nó sẽ kéo lại chùn rụt lại này, nó co quắp lại để nó ôm lên những cái sẹo đấy. Thì là hai cái giá của việc là vào dây là như thế. Bây giờ là cũng đến lúc mà dây nó ngậm vào chi cành là em phải gỡ ra. Gỡ ra các bạn, cũng không gỡ ra thì cây sẽ nó sẽ ăn vào tay cành rất là hại. Đấy. Rồi bây giờ gỡ hết dây xong rồi, chắc là em sẽ thu ngắn một số chỗ này. Đấy, vào form như này là hợp lý rồi, vào form là hợp lý, trực gạo vào form hợp lý rồi. Nhưng mà để tương lai thì chắc sẽ chọn chơi cắt giật thôi, để thu ngắn lại. Chứ để này thì chơi nhanh thôi, nhưng mà sau nó không được bền cho lắm, nó duỗn rồi mà, bị duỗn rồi. Đấy, các bác nhìn ở cái chỗ này, nó đã ăn mà lõm vào bây giờ bên trong rồi. Để một vài ngày nữa là để top hết cái chi cành, với chi cành còn non mà. Đấy thì em thì cũng có cái kìm để cắt cái dây này, nhưng mà bước trên gác ngại lên quá, giờ làm không có tí tắt nắng thì cũng lười. Thực tế thì các bác vào lúc mà tháo dây thì nên dùng cái kìm mà kìm cắt để cắt từng những đoạn này, để tránh những cái tình trạng mà các bác cứ lần này nó bị hại đến cành. Đấy thì thực tế thì em thì nếu bác nào khéo tay lần lần vẫn tốt, nhưng mà trừ khi những cái cây nào nó
chưa bị ăn hẳn vào ấy, thì làm tốt, chứ không mà lần lần thì nó sẽ dễ, rất dễ bị gãy cành hoặc là bị toạc cành, bị chóc vỏ đấy. Thì khi mà các bác tháo thì nên ví dụ các bác là mới, chỉ nói với các bác là mới thôi, mới chơi thôi, chứ em không dám dạy bảo gì ai đấy, là cố gắng giữ cố định cái chi cành của cây và chỉ lần theo những cái vòng gỡ ngược chiều kim đồng hồ để gỡ cái dây thép ra. Có nghĩa là dây thép thì dây nhôm thì chuyển động, còn chi cành thì cố gắng giữ đứng nghiêm bất động các bác nhé.
Đây, các bác nhìn này. Cái gì đấy? Còn dây thép, còn dây thép các bạn đấy, nhìn này. Đây cái gì đấy bố? Vào cành những lúc nó cũng còn đây khá là non. Đây bố? Dây thép các bạn, dây thép, dây dây nhôm, dây nhôm quấn cây gỗ nhé. Đấy, nó bị có vết này. Để mà sâu thêm tí nữa, để mà quá ngày thêm tí nữa thì phức tạp lắm. Đấy. Đấy, bây giờ nó ruỗn ra, nó không được gọn gàng bằng cái lúc có dây. Rồi xem tính lọc bớt một số cái cành. Các bạn ạ. Nhá. Những cái mầm thờ này bác cố gắng nuôi được này. Đây, những cái mầm thờ ở thân nó này. Cố gắng nuôi được thì rất là tốt, sau đỡ phải tạo sẹo. Những cái đấy là những cái sẹo rất là đẹp, những cái u béo rất là đẹp. Đấy, chứ không phải đục đẽo gì. Nhiều khi phải đục để tạo sẹo không. Tạm thời thì em cắt để các bác dễ nhìn nữa, nhưng mà sau này em sẽ nuôi sau. Nhiều khi quay phim phải hy sinh tí các bạn. Hy sinh. Hy sinh một chút. Đấy, cũng chia sẻ với bác là một số cũng chẳng dám dạy ai, nhưng mà chia sẻ cái cách làm của em thôi. Em thì cũng chẳng có gì gọi là cao siêu hay là nhận là cái gì, nhưng mà cách làm của em ấy thì khi mỗi khi cắt cành cắt chi ấy, thì các bác cố gắng xác định là cái đường chuyển đường chạy của chi chính, tức là cái đường chạy này, xong rồi cái những cái xương cá mà bám vào những cái xương sống thì sẽ theo cái đường chính đấy. Nhiều bởi vì nhiều bác rất là mông lung không biết cắt từ đâu. Đấy, thì xác định cố gắng xác định cái xương cá, ví dụ cái xương cá cái chi chính như này thì mình xác định là cái nào là cái chính. Sau đến là những cái bông cái răm thì sẽ phân từ đấy mà ra. Đấy.
chọc lóc rồi các bác, chọc lóc. Cái ngọn này này các bác nhỉ, cái ngọn này này, em sẽ tính xem đến đây, đến đây. Bởi vì cái nếu mà cái đoạn này mà nó bé, mà nó bé, bé hơn cái đoạn này, tôi đang bị chú ý chỗ này, chỗ này đang bị to này, to hơn cái cổ ngọn này, đấy. Thế mà nếu mà cái cổ ngọn này mà nó to hơn cái này thì hợp lý, thì có thể nuôi được cái ngọn này. Nhưng mà bây giờ phải cắt đi. Nếu mà chơi bình thường thì có thể chơi luôn. Mà cái cổ này sẽ càng ngày nó sẽ càng to ra. Phương án một là cắt đến đây. Đây có một cái mắt mầm đây rồi. Đuối đuối này các bạn. Đấy, sẽ ra cái mầm ngọn ở đấy. Hai là sẽ phải nuôi cái mầm ngọn ở đây hoặc là hoặc ở đây này. Đấy, bây giờ phải xem cái ngọn này đi. Xoay một vòng các bác xem nhé. Đấy, các bác xem. Thấy không? Thấy là phải đáng cắt đi đúng không? Chuyển các bác. Em đã chính thức thành cái phôi. Quên mất là các bác nhé, kể cả xanh chia bất kỳ cái nào mà muốn đón những mầm ấy thì rất hạn chế sờ ấy, hoặc là có thể nói là tuyệt đối đừng có sờ ấy. Nhiều khi em cứ quên cái sờ ấy. Sờ nhiều khi có cái mầm rồi nó thui luôn. Đấy, xuống tí nữa không bị bạch lên các bác. Mặt chính của nó là mặt bên kia. Đây, mặt chính này, mặt chính này. Sau cái này sẽ là một cái bong bóng này, từ đấy cứ vẽ ra thôi, vẽ ra thôi. Quay lại kết quả thôi nhé. Xem xong cái này chắc nhiều bác cũng chửi em lắm ấy, mà điên hoặc dở hơi gì đấy để làm đan cây nó form dáng rồi lại đi cắt đi hết đấy, thì cũng khó nói lắm. Sau này thì thành phẩm thì sẽ các bác sẽ rõ thôi, nhưng mà đúng là cũng có người chờ được người không các bác ạ. Đấy, sau này sẽ có cố gắng có cái ngọn ở đây để lắc lên đây một nhẹ một tí vỡ bông này đấy. Còn những cái bông bóng phụ họa để che những cái chỗ trống thì không nói, nhưng mà cơ bản là hai tay một ngọn mini chỉ nên vậy. Rất may là cái chim thứ một thứ nhất thì nó to hơn chim thứ hai và cứ bộ ngọn chỉ lên dần đấy, ra ngọn chỉ thì cái kia không có cớ gì mình lại đi nuôi cái ngọn nó có cái cục to tướng này. Trong khi đó cái này giật ngọn lên rất là nhanh, hoặc là cùng lắm là lấy cái này. Rất thẳng, rất trực. Một găng tay à? Hơn một chút.
Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Chắc hơi mất thời gian của các bác chút. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.